Sáng ngày 16 tháng 3, ông Bùi Đình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn đuối nước mất tích trên biển. Đó là BQT, khoảng 14 tuổi, học sinh lớp 7, trú tại địa bàn xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh. Em BQT khi tắm biển bị đuối nước mất tích, sau đó sóng đánh trôi dạt vào khu vực bờ biển Quỳnh Viên thuộc địa bàn thôn Bắc Hải, xã Thạch Hải, cách hiện trường lúc bị nạn khoảng hơn 5 km. Như tin đã đưa trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 3, một nhóm 9 em học sinh lớp 7 trú tại địa bàn xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh đi xuống khu vực bãi biển thôn Thượng Hải thuộc địa bàn xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà để chơi và tắm mát. Tuy nhiên trong quá trình tắm, không ai có 3 em học sinh, trong đó có 2 nữ 1 nam bị sóng biển đánh trôi ra xa và mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà cùng ngư dân nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Đến gần 15 giờ chiều 25 tháng 3 đã tìm thấy một thi thể nạn nhân nữ tên T, cách địa điểm gặp nạn khoảng 200 m và đưa lên bờ. Hiện chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà và ngư dân đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một nạn nhân bị mất tích còn lại. Cùng hơn 7.000 thành phố thuộc 192 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới, tối 25 tháng 3 tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn tình nguyện viên thanh niên người dân thành phố Hồ Chí Minh hào hứng tham gia sự kiện tắt đèn 1 giờ từ 20h30 đến 21h30 để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2023. Để hưởng ứng giờ trái đất năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vận động các tổ chức, cơ quan, người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn. Thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm ô nhiễm môi trường trước bối cảnh cả nước đang thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông qua các hoạt động tuyên truyền cụ thể, thành phố hy vọng sẽ góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội, mọi người xem việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tài nguyên là hoạt động thường xuyên để đồng hành trách nhiệm cùng thành phố thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Chiến dịch giờ trái đất được tổ chức lần đầu vào năm 2007 do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF phát động. Theo WWF, đây là sự kiện duy nhất, lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên trái đất. Ngày 25 tháng 3, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định Nguyễn Thảo Nguyên sinh năm 2000, ngụ quận Tân Bình, Lê Văn Bậm, chồng hờ của Nguyên có liên quan trong clip bé trai bị hành hạ, ép sử dụng chất nghi ma túy lan truyền trên mạng 2 ngày qua, đang lẩn trốn tại một tỉnh ở miền Tây. Trước đó 19 giờ ngày 24 tháng 3, một tài khoản Facebook đăng bài viết mong mọi người chia sẻ giúp để công an vào cuộc cứu đứa bé ở 50/9 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, kèm theo hai ảnh của một thanh niên và một người phụ nữ cùng năm đoạn clip ghi cảnh một bé trai khoảng 3 tuổi bị một người đàn ông cho hút chất nghi là ma túy đá. Ngày 25 tháng 3, công an vào cuộc xác minh tại địa chỉ nhà 50/9 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn có 5 người ở từ năm 2018 tới nay và kinh doanh buôn bán. 5 người này khẳng định căn nhà trên không có sự việc như trong clip. Những người có mặt trong clip cũng không sống tại đây. Cùng ngày, ông Tê, sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình, đến công an trình báo khẳng định mình là cha của cháu bé trong clip. Ông kể năm 2018 kết hôn với Nguyên và có 2 người con, trong đó bé trong clip là bé TH, sinh năm 2020. Năm 2021, hai vợ chồng mâu thuẫn, Nguyên ẵm hai bé đi và sống như vợ chồng với Bậm. Sau này, hay tin Nguyên sử dụng ma túy, tháng 12 năm 2022, ông Tê đến đưa một con sinh năm 2018 về nuôi, còn bé TH vẫn sống với mẹ. Tháng 3 năm 2023, ông mượn địa chỉ Facebook của Nguyên để bán hàng. Đăng nhập vào, ông phát hiện các hình ảnh clip ghi cảnh Nguyên và người tình cho bé TH sử dụng ma túy. Tối 24 tháng 3, ông Tê đăng clip và các hình ảnh lên Facebook, đồng thời nhờ người khác chia sẻ thêm. Vì thấy trên Facebook của Nguyên có địa chỉ 50/9 ấp Hậu Lân nên ông Tê lấy địa chỉ và kêu cứu. Qua xác minh, công an huyện Hóc Môn khẳng định vụ việc không xảy ra trên địa bàn. Qua lấy lời khai ban đầu, ông Tê khai do bức xúc trước cảnh vợ cùng người tình hành hạ con mình nên kêu cứu, mong cơ quan chức năng xử lý. Hiện nay, việc phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng đã trở nên phổ biến và phát triển nhanh, mang lại lợi ích cho cả ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay đã có phát sinh tình trạng cán bộ ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn, không đúng quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, gây không ít phiền hà cho người vay vốn. Để chấn chỉnh tình trạng này, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh Nguyễn Xuân Hiền cho biết đã lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về việc bị ép mua bảo hiểm khi vay vốn. Cụ thể, khi tiếp nhận thông tin phản ánh thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh sẽ làm rõ thông tin, chứng cứ, cử cán bộ làm việc với tổ chức tín dụng bị phản ánh và
và tổ chức thanh tra kiểm tra nếu cần thiết nhằm xác minh thông tin phản ánh. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ về Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định pháp luật. Hãng Bloomberg News đưa tin các nhà chức trách Mỹ đang xem xét việc mở rộng cơ sở cho vay khẩn cấp nhằm cung cấp cho các ngân hàng nhiều hỗ trợ hơn trong nỗ lực có thể giúp ngân hàng First Republic Bank có thêm thời gian để củng cố bản cân đối kế toán. Tất cả các cuộc thảo luận đang ở giai đoạn đầu và việc mở rộng chương trình cho vay khẩn cấp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed là một trong nhiều cân nhắc của các quan chức để hỗ trợ ngân hàng gặp khó khăn. Bất kỳ thay đổi nào đối với các dịch vụ thanh khoản của Fed sẽ áp dụng cho tất cả người dùng đủ điều kiện, nhưng các điều chỉnh có thể được thiết kế để đảm bảo First Republic hưởng lợi từ những thay đổi. Các ngân hàng Mỹ đã tìm kiếm thanh khoản khẩn cấp kỷ lục từ Fed trong tháng qua sau sự thất bại của ngân hàng Silicon Valley Bank và ngân hàng Signature Bank.